Chào tất cả các quý vị, hôm nay tôi nhận được câu hỏi là cửa cuốn và cửa xếp thì nên chọn cửa nào. Thế thì tôi quay thực tế thì đây là bộ cửa cuốn, thì như chúng ta quan sát khi mà chúng ta đóng cửa cuốn xuống thì nó là kín luôn, từ lưới lên trên là kín nên là chuột không chui vào được. Và tía tôi lại quay cho các quý vị xem cái bộ cửa xếp nhé. Tôi quay bộ cửa xếp. Thì đây là bộ cửa xếp, thì chúng ta nhìn thấy mặc dù đây là cửa xếp Đài Loan, ở trên có dây trượt này đấy, dây trượt, và ở dưới thì nó cũng có đường dây, nhưng mà thường thường để khi cửa chạy được ấy thì nó phải có thì là cửa xếp. Cái chúng ta quan sát thì nó hở chân ở dưới, nên là khi chúng ta lắp cửa xếp ấy thì là có thể những con vật nó có thể chui vào được, bởi vì chúng ta hiểu rằng khi mà cửa chuyển động thì nó phải có khe hở. Còn đối với cửa cuốn như chúng ta vừa quan sát thì nó kín kín luôn, nên là chúng ta không phải lo những cái con vật như chuột trước nó chui vào. Vì trước đây tôi cũng từng làm lại cái ở trên thì nó hở như này thì nó chuột chui vào được. Thì có nhiều nhà bán cửa hàng tạp hóa ấy, hay là bán đồ ăn ấy, thì khi mà lắp cửa xếp đây thì họ lại chuyển sang làm cửa cuốn thì nó kín, nên là các vị khi mà lắp cái cửa thì để mà cho các không, tức là chuột không chui được, thì các vị nên chọn cửa cuốn nhé. Cái cửa xếp này thì cái đặc điểm của cửa xếp này thì nó giá thành thì so với diện tích thì nhỏ hơn cửa cuốn, vì còn nó không có quả lô đấy, nhưng mà chỉ có những trường hợp mà không lắp được vào lô thì bắt buộc thì người ta bần cùng mới ta dùng cửa xếp, thì bên trong lại phải lắp cửa nữa luôn, thì cái chi phí lại tốn của cửa cuốn, chúng ta chỉ làm một cửa là được. Cái nội dung video thì tôi chia sẻ là cửa cuốn và cửa xếp thì chúng ta nên chọn loại nào vậy. Thì nếu mà như tôi mà làm thì tôi sẽ chọn cửa cuốn thì nó sẽ kín luôn đấy. Video này tôi kết thúc ở đây, cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.